luật đất đai 2024 xây nhà trên đất lúa ấy, thì chúng ta phải cần có những cái điều kiện gì? Xin chào anh chị nhà đầu tư, tôi là Long. Thì rất nhiều những anh chị thời điểm này vẫn luôn quan tâm về một cái chủ đề đó chính là về luật đất đai sửa đổi liên quan đến đất nông nghiệp. Chúng ta muốn hỏi rằng là gì? Đất lúa thì thời điểm này chúng ta có thể là xây nhà lên được hay không? Và khi chúng ta xây nhà ấy, thì chúng cần phải lưu ý có những cái điều kiện gì thì mới hợp pháp để tránh được những cái rủi ro. Ví dụ như là chúng ta bị cơ quan hành chính người ta vào, người ta gọi là thu hồi đất chúng ta khi mà chúng ta làm sai phạm, khi mà chúng ta gọi là bị xử phạt hành chính này, khi mà chúng ta gọi là muốn chuyển đổi từ đất lúa để xây nhà hợp pháp thì chúng ta phải có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái gọi là điều kiện gì để giúp cho chúng ta gọi là hợp pháp hóa thành công khi mà chúng ta chuyển đổi từ đất lúa lên đất ở để chúng ta muốn gọi là xây tạm bỡ một cái ngôi nhà và có nhiều anh chị thì cũng muốn gọi là kinh doanh chúng ta mua một vài những cái diện tích đất to ấy, chúng ta chuyển đổi lên gọi là đất ở để chúng ta có thể là kinh doanh bất động sản bán lại cho nhiều người thì trong chủ đề video ngày hôm nay mọi người hãy cùng nhau xem hết cái chủ đề video cùng Long để làm sao mà Long chia sẻ cho mọi người những cái điều kiện và những cái lưu ý để chúng ta biết được những cái phương pháp Mm happen. -hmm. Mm -hmm. những cái hướng đi để giúp chúng ta gọi là chuyển đổi từ đất lúa lên đất ở thành công. Nếu như đây là lần đầu tiên mọi người xem cái chủ đề video của Long ấy thì mọi người hãy để lại cho Long một like, một đăng ký kênh để khi mà Long ra những chủ đề video về pháp lý này, chủ đề video về đất đai này hay một vài các cái thị trường đáng đầu tư trong năm 2024 thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người rõ hết toàn bộ những cái thông tin, rõ hết toàn bộ những kiến thức mà khi mà Long trải nghiệm thực tế. Thứ nhất đó chính là về vấn đề gọi là đất lúa thì chúng ta đầu tiên là muốn chuyển đổi từ đất lúa đến nông nghiệp ấy, thì nó sẽ là hình thức gọi là chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ví dụ như đất lúa thì thuộc dạng là đất nông nghiệp, còn ví dụ như đất ở đất xây nhà được ấy, thì nó lại là, là thuộc đất gọi đất phi nông nghiệp thế nếu như chúng ta muốn xây từ đất lúa lên đất gọi là ở ấy, thì bắt buộc chúng ta phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất gọi là nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. thì nếu như chúng ta muốn chuyển đổi đất gọi là đất lúa đất ở ấy, thì chúng ta phải chuyển đổi hai cái loại mục đích sử dụng đất này và và có một trong những cái điều kiện mà cực kỳ quan trọng thì mọi người hãy xem và ghi lại. thứ nhất chúng ta phải xem xem là thông tin quy hoạch khu vực đó ấy. thì ví dụ như cái miếng đất lúa của chúng ta quan tâm ấy thì hiện tại nó có thuộc gọi là quy hoạch lên được lên đất ở hay không và có một trong những cái điều gọi là quan trọng nữa đó chính là về cái thông tin quy hoạch của đất của chúng ta ấy, thì chúng ta phải xem xem là cái kế hoạch sử dụng đất của tại cái địa phương chúng ta quan tâm ấy hiện tại là người ta có đang gọi là uh, cho chúng ta chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay không? Bởi vì nếu như trong trường hợp mà địa phương người ta chưa có cái kế hoạch để chuyển đổi lên sử dụng đất ấy, và chưa có cái chỉ tiêu. Ví dụ như mỗi một huyện thì long thấy rằng là mỗi năm họ sẽ có những cái chỉ tiêu uh, chỉ tiêu khác nhau để người ta chuyển đổi mục đích sử dụng đất ấy. Thế nên là chúng ta phải xem xem là chỉ tiêu của năm nay là bao nhiêu và chúng ta phải đăng ký lộp hồ sơ lên nhá. một điều này là mọi người đôi khi là hay rất hay quên và mọi người như không biết. Đó chính là khi mà chúng ta lộp hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất ấy, thì chúng ta phải mất một thời gian nhé, chứ không phải là chúng ta muốn xin phát là chuyển là duyệt được ngay đâu ví dụ như là năm hai năm năm nay năm hai thì chúng ta phải xin đăng ký lên ở tại cái địa phương của chúng ta là chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm một cái đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chuyển đổi lên thành đất ở ấy. thì chúng ta phải đăng ký từ năm nay để năm sau người ta gọi là xét duyệt là gì người ta xem là cái số lượng người đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao nhiêu để người ta đưa xuống cái chỉ tiêu và đôi khi rằng là có nhiều người người ta muốn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất quá thì người ta chỉ giới hạn được cái chỉ tiêu là diện tích bao nhiêu trong năm tới này thôi Thế nên là chúng ta phải làm làm sao mà làm sớm làm gấp để giúp cho chúng ta thứ nhất là khi mà muốn xây nhà trên đất lúa ấy, thì phải có được cái sự đồng ý của cơ quan ban ngành được cái sự đồng ý được cái sự phê duyệt của bên văn phòng đăng ký đất đai là chuyển đổi mục đích thành công từ đất lúa đến đất ở thì chúng ta mới bắt buộc là chúng ta phải làm như vậy mới có thể là xây dựng nhà ở trên đất lúa được chúng ta cũng phải xem xem mà cái năm nay ví dụ như là năm tới này thì cái chỉ tiêu của khu vực gọi là khu vực mà chúng ta đang gọi là quan tâm ấy thì họ có cái chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất là diện tích bao nhiêu để chúng ta biết được là chúng ta nộp hồ sơ đăng ký sớm thì sẽ được sớm à, và chúng ta phải xem xem là cái diện tích đất của chúng ta ấy, hiện tại nó có tiếp giáp với cả cái mặt đường hay không để ví dụ như khi mà tiếp giáp với cả mặt đường ấy, thì gần như là chúng ta sẽ được ưu tiên hơn ưu tiên hơn trong cái việc gọi là chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lúa lên đất lên đất ở với thứ hai là khi mà chuyển đổi từ đất lúa lên đất ở như vậy ấy, thì có nhiều anh chị có hỏi hỏi long rằng là à, có một vài những cái trường hợp thì người ta vẫn có một những cái quỹ đất trồng cây hàng năm ấy người ta xây dựng lên các cái ngôi nhà ở ấy, thì tại sao lại được phép xây nhà như vậy thì thực sự là đây là một trong những cái mà long thấy rằng là cũng có một vài những anh chị là đã xây dựng trên các cái quỹ đất trồng cây ấy, các cái quỹ đất hiện tại kiểu như là ở các khu vực gọi là đồi núi ấy. vì sao người ta vẫn được xây bởi vì là nó được quyền xây nhé mọi người nhé chứ không phải là mọi người đang lén lút xây đâu bởi vì là có một vài những cái nghị định ví dụ như là chúng ta được xây dựng khoảng tầm diện tích khoảng tầm dưới 40 mươi mét vuông ở các khu vực mà thuộc đất trồng cây lâu đất đất trên các quỹ đất lớn của trồng cây lâu năm ấy bởi vì sao lại được xây như vậy bởi vì chúng ta còn phải ở đó chúng ta nghỉ ngơi chúng ta ăn uống để mục đích là chúng ta cho cái hoạt động canh tác cho cái hoạt động chúng ta nuôi trồng à, ví dụ như là chăn nuôi nuôi trồng ở khu vực đó hay là trồng cây ăn quả ở tại khu vực đó thì, thì cái người làm việc như chúng ta thì phải có một cái nơi ở tạm bỡ chứ thế người ta gọi là khu vực đấy là một trong những cái nơi gọi là tạm bỡ xây dựng gọi là tạm một cái lán lên thôi diện tích không quá gọi là bốn mươi mét vuông và không phải là những các cái công trình gọi là kiên cố Thế nên là vì sao mà chúng ta vẫn có được phép xây dựng trên các cái quỹ đất trồng cây lâu năm ấy là bởi vì là chúng ta cần một cái nơi ở tạm để chúng ta làm các hoạt động gọi là trồng cây này, hoạt động chăn nuôi ở tại cái bất động sản đất trồng cây lâu năm như vậy. Nhưng mà anh chị có hỏi là, là bây giờ nếu mà chúng ta chưa được phép chuyển đổi từ đất lúa lên đất ở thì có được xây nhà hay không hay là cứ xây lên trước sau đó thì sau xin sau thì Long chia sẻ là chúng ta không nên làm như vậy và thứ hai là khi mà chúng ta phải được phép là bên phía văn phòng đăng ký đất đai này bên cơ quan chức năng có có thẩm quyền họ phê duyệt cho chúng ta thì chúng ta mới có quyền gọi là xây dựng nhà ở lên được khi đó chúng ta mới lên gọi là xây xin cái giấy gọi là cấp phép giấy cấp phép xây dựng ấy để chúng ta thực hiện thi công xây dựng đúng, đúng theo cái nhu cầu chúng ta sử dụng nhà thế nên chúng ta đừng có cố gắng gọi là xây trên cái đất ngọn đất lúa ấy, khi mà nó chưa hoàn toàn chuyển đổi lên thành đất ở Tới cả một điều nữa là nếu như anh chị nào mà muốn làm như vậy ấy, thì chúng ta hãy lên chuyển đổi mục đích sử dụng sớm nếu mà trong trường hợp là nó phù nó phù hợp nhé bởi vì bây giờ đang thay đổi một vài những cái điều khoản như là thay đổi cái khung giá đất thành cái bảng giá đất thì hiện tại đất lúa thì giá đất nó vẫn còn rất là rẻ nhưng mà sau này khi mà thay đổi thì cái cái khung giá đất thành cái bảng giá đất là do chính cái ủy ban nhân dân người ta đưa ra ấy. người ta đưa ra mỗi năm một lần thì giá sẽ rất là sát so với cả giá của thị trường đôi khi thời điểm này rằng là giá đất lúa nó chỉ dao động khoảng tầm 200 000 300 000 một mét vuông thôi nhưng sau này khi mà họ điều chỉnh lại quy hoạch khi mà họ gần như khi mà họ thiết lập lại cái bảng giá mới ấy, đôi khi nó thậm chí là lên khoảng tầm một triệu đến tầm một triệu rưỡi một mét vuông đất lúa là chuyện rất là bình thường ở các cái khu vực mà đã phát triển sẵn rồi giá đất lúa cũng không hề rẻ như thời điểm hiện tại. Khi mà thay đổi cái khung giá đất thành bảng giá đất, khi mà thay đổi như vậy ấy, thì tất nhiên kể cả cái việc mà chúng ta nộp thuế phí nó sẽ tăng lên, các cái vấn đề liên quan đến làm sổ đỏ nó cũng tăng lên. Ví dụ như là chuyển đổi 100 mét đất lúa ngày xưa giá nó chỉ là khoảng tầm hai ba trăm nghìn thôi, nhưng mà khi nó thay đổi lên khoảng tầm 1 đến một triệu rưỡi một mét vuông ấy, thì gần như là chúng ta phải đóng thuế dựa trên tổng cái giá trị chuyển giá trị chuyển đổi ấy. Trong chủ đề video của Long ấy thì Long có một công thức tính rõ ràng cho mọi người về gọi là chi phí chuyển đổi từ đất vườn, đất ở này, gồm các cái đất gọi là nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ấy, các đất lúa lúa này chuyển đổi lên ở thì giá nó sẽ như thế nào mọi người có thể ngồi tại nhà để mọi người có thể là tự tính được cái bảng giá, tự tính được cái khu vực của chúng ta. Bởi vì là trong đó nó sẽ có ghi từng vị trí này, từng cái vị trí tiếp giáp mặt đường như nào, thuộc vị trí với vị trí mấy. Mọi người hãy vào xem cái video đó mọi người sẽ tự tính được. Đây là tổng quan mà Long chia sẻ cho mọi người về gọi là đất lúa chuyển đổi lên ở thì có được hay không. Thì đây là góc nhìn của Long và long cái giải pháp của long thì long thấy rằng là lối ra sửa đổi thông qua thì nó có rất nhiều cái nó lợi cho thứ nhất là người dân ví dụ như là cái việc ngày xưa nếu chúng ta muốn sở hữu đất lúa ấy, thì gần như chúng ta phải làm việc ở tại địa phương đó chúng ta phải có hộ khẩu thường trú ở tại địa phương đó gần như chúng ta phải canh tác ở tại khu vực đó thì mới được quyền gọi là mua đất lúa đất đất nông nghiệp ấy nhưng thời điểm này thì nó sẽ có được gọi là đa cái người mua hơn ví dụ như là những người ở tỉnh khác người ta về chỗ mình người ta mua đất lúa là chuyện rất là bình thường và các cái doanh nghiệp người ta về người ta mua là chuyện rất là bình thường không nhất thiết là phải canh tác làm việc ở tại địa phương nữa thế nên đây là một trong những cái mà rất là mở hơn cho cái việc gọi là giao dịch về đất nông nghiệp ở tại luật đất đai sửa đổi thông qua tổng quan thì long muốn chia sẻ cho mọi người và chúng ta hãy nắm được những cái giải pháp chuyển đổi từ đất lúa lên đất thổ cư nên là đây nếu như mọi người xem video của long mọi người thấy có những cái thông tin mới có những cái thông tin hay thì mọi người để lại cho long một like một đăng ký kênh để giúp kênh của long ngày càng phát triển mạnh hơn và khi mà long ra những chủ đề video tiếp theo thì mọi người sẽ là những người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất từ long và long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã xem hết cái chủ đề video của long